Sau 2 năm chính thức bước chân vào thị trường âm nhạc thì nhóm nhạc Oplus đã ra mắt album đầu tay mang tên là We Are Still Young, được sản xuất bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Anh cũng chính là người đã đồng hành và giúp đỡ cho Oplus rất nhiều kể từ cuộc thi Nhân tố Bí ẩn vào năm 2014 đến nay. Vâng, và nhóm Oplus có 4 thành viên được biết đến khi trở thành á quân của chương trình Nhân tố Bí ẩn năm 2014. Sở hữu những giọng ca hòa quyện, nhóm đã được khán giả nhớ đến và yêu mến bởi khả năng bè phối hoàn hảo và chỉn chu. Không chỉ vậy, chất giọng khàn đặc trưng của Đức Tùng hay là giọng nam cao của hai anh em Tùng Lâm và Tùng Linh cũng khiến cho các ca khúc được Oplus thể hiện thường không thể lẫn được vào đâu. Album We Are Still Young gồm có 5 ca khúc là sản phẩm âm nhạc tiếp về định hướng âm nhạc, hình ảnh cũng như đối tượng khán giả mà nhóm muốn hướng đến trong giai đoạn hiện tại. Đó là chất âm nhạc cùng hình ảnh nghệ sĩ mang hơi hướng châu Âu hiện đại, trẻ trung, giàu năng lượng, bên cạnh những ca khúc pop ballad lãng mạn vốn được coi là thế mạnh của Oplus. Thời điểm này là cái thời điểm mà cả 4 thành viên Oplus cảm thấy rất là chín mùi về những cái dự định của mình cũng như các cái định hướng về hình ảnh và phong cách âm nhạc. Chính vì vậy đây là thời điểm mà Oplus đã chọn để ra cái album này. Và đây chắc chắn sẽ là một dấu mốc để khẳng định lại với mọi người một lần nữa về một cái phong cách âm nhạc mà Oplus đang theo đuổi. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh, tác giả của toàn bộ các ca khúc cho album We Are Still Young cũng bay ra Hà Nội để tham dự buổi họp báo. Không chỉ là sản phẩm âm đầu tay cho Oplus, mà anh còn là người có đóng góp lớn cho sự thành công của nhóm hiện nay. Anh Hùng Quang Minh ạ, bây giờ thì mọi người... Anh nghĩ là Oplus là trong những nhóm nhạc mà nhóm nhạc nam mà hay nhất. Về phần bè nó rất là ăn ý nhau và họ làm việc rất là nghiêm túc. Coi như là không có kiểu như là làm xong làm cho có thôi. Họ rất là nghiêm túc. Mỗi bài hát rồi họ thì bỏ rất nhiều thời gian để thu cho nó hoàn chỉnh. Cho nên là cái phần ca hát mình không có thể mà chê được chỗ nào. Đây là một bài hát mà Oplus rất là yêu thích trong album và cái MV này, cái phim ca nhạc này là một cái câu chuyện mà Oplus dành tặng cho các bạn học sinh cuối cấp lớp 12. Liên tiếp ghi nhận nhiều thành công sau Nhân tố Bí ẩn như giải thưởng Gương mặt phát hiện làn sóng xanh 2014, được đề cử giải thưởng âm nhạc cống hiến 2014, là nhóm nhạc được mời tham dự các show truyền hình nhiều nhất năm 2015. Những thành tựu của gần 2 năm đầu tiên bước vào showbiz của Oplus đã bước đầu hiện thực hóa những kỳ vọng của nhóm. Trong một cái ngày rất là trọng đại, ngày họp báo lần đầu tiên của Oplus cũng như là ra album vol 1 ngày hôm nay thì rất là mong tất cả các quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ Oplus từ hơn một năm nay sẽ tiếp tục đồng hành cùng với cả nhóm nhạc trong thời gian sắp tới với một cái phong cách được định hướng một cách rõ ràng hơn. We're still young.